Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, trong năm 2022, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện xử lý nhiều nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng. Trong năm 2022, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức 25 buổi tuyên truyền phát động quần chúng phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng tổ chức 107 lượt gia quân với hơn 1.200 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, tháo gỡ, xóa bỏ những quảng cáo, giao vặt trái phép liên quan đến hoạt động cho vay theo kiểu tín dụng đen. Trong năm 2022, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Đắk Lắc đã tổ chức 25 buổi tuyên truyền phát động quần chúng phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi tổ chức 107 lượt gia quân với hơn 1.200 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tháo gỡ, xóa bỏ những quảng cáo giao vật trái phép liên quan đến hoạt động cho vay theo kiểu tín dụng đen. Lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Đắk Lắc đã kiểm tra 281 cơ sở hoạt động đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, yêu cầu các chủ cơ sở trên ký cam kết không tiếp tay hoặc tham gia hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng. Lập hồ sơ theo dõi quản lý hàng chục đối tượng nghi vấn có biểu hiện hoạt động tín dụng đen gọi hỏi gian đe 72 đối tượng từng có biểu hiện nghi vấn hoạt động tín dụng đen. Phát hiện đấu tranh triệt xóa hai nhóm 7 đối tượng có biểu hiện hoạt động tín dụng đen. Điều tra làm rõ khởi tố 18 vụ với 21 bị can, qua đó xác định các đối tượng trên đã cho vay khoảng 300 người trên địa bàn tỉnh Đắk Lắc với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 1,6 tỷ đồng. Tính từ khi gia quân thực hiện chỉ thị đến nay, lực lượng công an tỉnh Đắk Lắc đã phát hiện triệt xóa, làm tan rã 60 nhóm với 265 đối tượng hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng và 160 đối tượng hoạt động riêng lẻ, trong đó đã khởi tố 60 vụ án với 122 bị can về các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích.